Giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, Cali từ 5:30 đến 7:30 sáng, Paris từ 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney từ 11:00 tối đến 1:30 sáng. Dạ con thành kính tri ân sư và cảm ơn đạo tràng cho Nhật mình biết được tín hiệu. Con Nhật mình thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Bài học hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2021, Phật lịch 2565, môn học tương ưng bộ, Samyutta Nikaya. Bài 5 Kinh Chan Tu, Chan Tu Suốt Tăng, Thanh Tịnh Tăng Đúng Nghĩa. Chương 2 Tương ưng Thiên Tử, Phẩm Các Ngoại Đạo, cho Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt và Thượng Tọa Giác Đẳng biên soạn. Và đạo tràng chúng ta sẽ được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính nhân minh đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, vật ứng cúng, chánh điển tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lạc sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, kính cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá. Bài học hôm nay môn học tương ưng bộ Samyutta Nikaya. Bài 5 Kinh Chan Tu Suốt Tăng, Thanh Tịnh Tăng Đúng Nghĩa. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Sư Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân Quỳnh đến Ngài. Nam Mô Bích Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, thuở xưa, thời Đức Thế Tôn còn tại thế, là thời kỳ mà giáo pháp cực thịnh. Vì có hiện tiền
Đức Phật và chư thánh chúng. Thế nhưng vẫn có xảy ra trường hợp ở trong số các vị tỳ kheo, một vài nơi những vị sống buông thả, sống dễ vui, sống phóng dật, điều này Đức Thế Tôn đã tiên liệu trước lúc mà tôn giả Sariputta vào cái hạ thứ 13 đó của Đức Phật. Thì tôn giả đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn chế lập tỳ kheo duy trì giáo pháp lâu dài. Thì Đức Phật ngài bảo hãy chờ đợi, vì giờ này trong chúng tỳ kheo thấp nhất cũng là vị tu đầu quần, còn đa phần là những bậc lậu tận giải thoát hay là bậc A-na-hàm, Tư Đà Hàm. Rồi Đức Phật ngài giải thích rằng cho đến khi nào trong tăng chúng đạt đến cái số lượng đông đảo, lúc đó thì các cái tệ lậu mới có hiện lên. Khi nào trong tăng chúng đạt đến cái sự thâm niên tu lâu năm hai ba chục năm gì đó, thì lúc đó các cái lậu hoặc, các cái tệ lậu nó sẽ xuất hiện. Khi nào trong tăng chúng đạt đến cái sự dồi dào về lợi lộc, thì lúc đó các cái tệ lậu nó khởi lên. Khi nào trong tăng chúng mà các vị phạm phu học nhiều hiểu rộng, thì lúc bây giờ các cái lậu hoặc, các cái tệ lậu nó khởi lên. Thì khi mà tệ lậu khởi lên như vậy thì Như Lai sẽ biết đúng thời để chế lập giới, chế định giới luật. Thì thưa quý vị, ở trong bài kinh này không phải là lời Đức Phật dạy, mà là lời của một vị thiên tử chánh tu. Và thiên tử vì thấy chúng tỳ kheo sống ở Tuyết Sơn như vậy, cho nên vị này tìm cách cảnh tỉnh. Nhưng mà lời lẽ vẫn sự tôn kính với chư tăng. Bây giờ chúng ta hãy nghe tính kinh của bài học, sau đó chúng ta sẽ được nghe giảng giải ý nghĩa này rộng rãi với sự thuyết giảng của Thượng tọa Pháp Đăng, giảng sư trong ngày hôm nay. Xin mời cô Nhật Quỳnh. Nam Mô Bích Thái Gia. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư, cảm ơn Thích Hoa Nguyệt. Dạ, con cũng mới vừa té xong, cầu mong đường truyền của con hôm nay được ổn định. Con xin được đọc bài tài kinh chanh tú xuất tăng thanh tịnh tăng đúng nghĩa, chương 2, tương ưng thiên tử phẩm các ngoại đạo. Định chế trăng già cho Đức Phật thiết lập để tạo điều kiện cho những ai muốn có đời sống tu tập tốt đẹp được tinh tiến. Khi cộng đồng tăng chúng mở rộng cho nhiều người có cơ hội được vào tu thì có nhiều phức tạp.
Cốt lõi của vấn đề là lối sống chứ không phải là số lượng hay hình thức. Bài kinh này nói về một vị thiên thấy có những tỳ kheo sống ở trước sơn với sự buông lung, đánh mất phẩm chất cao quý của đời sống xuất gia theo lời Phật dạy. Vị thiên này tìm cách cảnh tỉnh với lời lẽ khẳng khái nhưng vẫn giữ sự tôn kính với đại tăng. Kinh văn: như vậy cho nghe, một thời một số đông tỳ kheo trú ở Kosala, cầu Tắc La, trên sườn núi Himawanta, tuyết sơn. Tại một góc nhỏ trong rừng, họ tự cao, tự mãn, dao động, lắm mồm, lắm miệng, ăn nói huyên thuyên, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tư tán loạn và các căn không chế ngự. Rồi thiên tử tranh tú vào đêm Bồ Tát ngày rằm đi đến các tỳ kheo ấy, sau khi đến nói lên bài kệ với các tỳ kheo ấy. Các tỳ kheo thuở xưa sống thật ân an lạc, họ thật là đệ tử bậc đại giác Cù Đàm, không ham tìm món ăn, không ham tìm chỗ trú, biết đời là vô thường, họ chấm dứt khổ đau. Nay tự làm ác hạnh như thôn trưởng trong họ, ăn ngã gục, thèm khát vật nhà người. Con vái chào chúng tăng, đảnh lễ một vài vị. Kẻ khác sống vất vưởng, không chỉ đạo hướng dẫn, họ giống như thân thể kẻ chết bị quăng bỏ. Những ai sống phóng dật vì họ, con nói lên. Những ai không phóng dật chân thành, con đảnh lễ. Bản hiệu đính: đệ tử Đức Cồ Đàm thuở trước sống thanh tịnh lạc, thuở trước sống tịnh lạc, khất thực lòng vô tham, trú xứ tâm vô cầu, hiểu vô thường cuộc đời, các ngài thoát khổ đau. Giờ có vị bất hảo như thôn trưởng trong làng, ăn cứ ăn rồi nằm, quên mình ở nhà người, chắp tay đảnh lễ tăng. Con chỉ nói vài vị buông thả không thúc liễm, như xác chết quăng bỏ, con chỉ đề cập đến những vị. Với những vị tinh cần, con thành tâm đảnh lễ. Trích văn: Sukhachi Vino Rupe Asum. Trước kia sống an lạc, Bhikkhu Gotama Savaka, chư tỳ kheo Đức Gotama, Anicca Vindame Sana, khất thực mà không có ham muốn, Anicca Sayana Sanang, sử dụng an thức mà không có ham muốn, Loke Anicca Tăng Nha Toa, hiểu biết sự vô thường của cuộc đời, Đức Khát Sanh Tăng Ác Căng Xuất Thê, họ chấm dứt khổ đau, Đức Bồ Sang Cát Tà Ách Tà Năng. Bây giờ có những vị không tốt đẹp, Gà Mê Gà Manica Quy Giá, giống như thôn trưởng trong làng, Bút Ta Bút Ta Đi Bát Chành Tí, ăn và ăn rồi nằm, Paraga Rê Sumuchita, quên mình ở nhà người, Sankat Sa-an Nha Liên Cát Tòa, xin chấp tay lãnh lễ tăng chúng, Ikhe Kache Wada Mahan, con kính lễ vài vị, con kính lễ vài vị, con kính lễ vài vị, Abhavikha Anaga Tha Tê, họ nương tựa không hậu trì, Gia Tha Bê Ta Ta Thê Quá Tê, giống như xác chết bị quăng bỏ, Dê Khô Mamata Quy Ha Rành Tích, Dê Khô Mamata Quy Ha Rành Tích,
những việc sống buông thả, tê mê, sanh tha, gia bà, gia phà, si tăng, con nói, những vị ấy, về Appamattha Viharanti, những vị sống tinh cần, Nam Mô Tê Sang Ca Rô Ma Hành Tí, con đảnh lễ những vị ấy. Tích nghĩa: theo sớ dạy, đời sống bất hảo Đức Phô Xá của một vị tỳ kheo được nhận biết với những điểm sau: dao động, út, tha tà, sống theo cảm tính, không ý thức cái gì nên làm hay không nên làm theo luật nghi; cao mạng, uồn, na là, đề cao cá nhân giống như những cây sậy vươn cao nhưng không tốt; nặng hình tướng, chấp mắt là, trao từ ngoài, lắm mồm, muốn khát ra, nói nhiều mà không nói chuyện đáng nói; thất niệm, mút tha tích nô, sống quên mình, không ý thức cái gì đang nói hay đang làm; không tỉnh thức, asam bachana, vụng về, không sáng suốt trong hành động; không định tĩnh, asam mahita, sống thiếu tu tập nội tâm như con thuyền không lái giữa biển khơi; tâm buông lung, vipanta chitta, như những con nai ngu ngốc lang thang ngoài đường, tự biết thành con mồi cho thợ săn; các căn không phòng hộ, bà đắc tin tê ri già, không có sự tự chế tự chủ, khi thấy nghe ngửi nếm xúc chạm giống như người thế tục. Theo sớ giải thì thiên tử tranh tú nghĩ rằng cách tốt nhất để cảnh tỉnh những tỳ kheo giải đại là nói giữa tăng chúng thay vì trực tiếp với cá nhân, nên lựa dịp lễ Bồ Tát có chư tăng tụ hội. Cũng theo sớ giải thì xác chết quăng bỏ trong bãi tha ma bị cấu xé đục khoét bởi những loài chim hay côn trùng, không có sự bảo vệ được. Thí dụ cho những tỳ kheo sống buông thả, không nghe theo huấn thị của thầy tổ. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hiệu Đính và Biên Chọn, Thượng Tọa Giác Đẳng: chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến sư ạ. Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Đề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tuệ Tri, Đức Tuệ Đức, Sư Nguyễn Thông cùng với chư tôn Đức Tăng, kính chào y bảy của tu nữ thân chào Phật tử. Thì ở trong cái phẩm chư thiên này đó, thì chúng ta rất nghe rất là nhiều những vị chư thiên. Thì ở đây thì chúng ta thấy vị thiên tử chân tú và đến để nhắc nhở chư tăng trong ngày Bồ Tát, cũng như là ngày rằm hay là ngày 30. Thì thường chúng ta biết có hai ngày Bồ Tát trong tháng. Nếu mà nói theo ấn lịch Ấn Độ thì tháng thượng tuần, tháng hạ tuần, theo mặt trăng đi tròn, mặt trăng khuyết. Như vậy thì chúng ta thấy đối với chư thiên đó thì cũng có những cái điểm đặc biệt, và những vị chư thiên đó thì những vị đó sống sanh được về cõi trời đó thì chắc chắn là do những cái điều thiện nghiệp. Chỉ có những thiện nghiệp mới cho sanh lên các cái cõi vui như là các cõi trời. Và như vậy thì vị này đó thì đã thấy các vị tỳ kheo sống ở tuyết sơn, tuy rằng sống trong rừng núi hay là sống ở những cái chỗ yên lặng, nhưng mà lại không thành cái pháp để
mang lại cái kết quả. Thì cái vị thiên này cũng khéo nhắc là nhắc ở cái chỗ Bồ Tát để cho các cái vị đó có cái sự xúc động. Thì thường thường chúng ta cũng biết rằng giữa con người và các cái loài hóa sanh, khi mà loài hóa sanh thì như ở chư thiên mà họ hiện ra đó, thì cái đó cũng là cái sự cảnh tỉnh đối với một số người. Thì họ cũng thấy đó là một cái điều cảnh tỉnh. Nếu những vị đó thì chúng ta biết nhất là chư thiên họ cũng biết được tâm của chúng sanh hay là tâm của các cái vị tu hành. Nếu mà sử dụng những cái tâm tương ưng với những cái gì bất thiện thì những vị đó biết rất cũng rất là dễ dàng. Và từ cái sự biết được và thấy được khi mà sống như vậy đó thì rất là khó để có thể mang lại sự an lạc hay là mang đến cái sự thành đạt, thiền định hay là thiền quán hay là đạo quả hay là các cái loại thần thông. Vì sao vậy? Vì thường thường ấy, chúng ta thấy rằng các cái hình thức mà nhiều khi chúng ta không biết như là ở trong cái bài kinh Sa Môn Quả đó, thì Đức Phật thì có quở hay là nói về những cái tiểu giới, trung giới và những cái đại giới đó, nói về cái sự không có phòng hộ, chơi những trò chơi hoặc ngồi bàn luận những cái phím luận. Phím luận đó thì chúng ta thấy rất là nhiều ở trong cái đoạn kinh Sa Môn Quả nói về những cái vị mà bàn luận về những cái phím luận đó, như là chiến luận, xa luận hay là bộ binh luận hay phụ nữ luận hay là thế giới luận hay là cung cúc luận, những cái câu chuyện nói mà nguyên thuyên như vậy đó. Vì chúng ta thường thường biết rằng dù mình có nói nguyên thuyên như vậy đó, thì cái thời gian nó cũng sẽ mất đi và nó tiêu tốn cái thời gian. Và nếu mà tiêu tốn cái thời gian một cái cách mà không có theo thuận theo lẽ đạo đó, thì giống như cái sự sống mà một cái thây ma thôi. Tuy sống như vậy nhưng mà thật sự chỉ tung nhiều cái bụi mù, nhất là những cái bài kinh mà chúng ta thấy nói về một cái đời sống mà không có thu thúc đó, cũng giống như tung nhiều cái bụi mù, tự làm cho mình mất phương hướng. Thì cũng như vậy, khi mà mình sống thường thường chúng ta biết rằng những cái thiện bất thiện đó, thì chúng ta hiểu rằng những cái bất thiện đó thì nó có si vô tàm với quý phóng vật, nó ở trong những cái tâm tham và cái tâm sân hay là tâm si. Thì thường thường chúng ta biết rằng cái trạng thái của tham sân là thích thú đối với cảnh, nhưng mà cái trạng thái si là cái trạng thái với xả thọ mà cảm thấy trống vắng, rồi ngồi đó nói chuyện phím luận, bàn luận về những cái chuyện không có đưa đến cái kết quả. Mà thường thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói về những cái lời nói mang cho đến cái sự tinh tấn, nỗ lực đó, thì phải là những lời phù hợp với đạo đức, những cái lời phù hợp với từ bỏ tham sân si, rồi thích sống độc cư, tinh tấn nỗ lực chuyên cần, thích sống lạc trú, thích tu tập thiền định, thiền tuệ. Thì những cái điều đó là những cái điều mà khi nói lên như vậy đó, mình thấy cái sự phấn chấn trong tâm và muốn nỗ lực để đạt được cái thiền định đạo quả hay là cái sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà rồi cũng có những cái lời nói mà làm cho mình tiêu tốn thời gian và làm cho những người xung quanh đó họ cũng tiêu tốn cái thời gian. Nên thường thường thì nếu mà chúng ta thấy rằng thường thường người ta nói ngu tầm ngu, mã tầm mã, nghĩa là người nào thích theo người đó. Nhưng mà nhiều khi đó mình đã chọn cái đời sống tu tập, nhưng mà nhiều khi đó cái sự tu tập là cái sự thu thúc, phải bớt rất là nhiều mặt, bớt ăn, bớt nói, bớt ngủ nghỉ, bớt thím luận. Chỉ có khi nào mình bớt á, thì tại sao gọi là bớt? Bớt là mình có cái sự thu thúc, bớt là mình có cái sự phòng hộ mắt tai mũi miệng. Mình có cái sự thu thúc mắt tai mũi miệng,
thì mình mới có thể bớt được, mình giảm bớt được những cái kiến luận này. Nhưng mà nếu mà mình sống mình buông lung đó thì mình không có thể nào mà bớt được, mà chẳng những như vậy nó càng ngày nó càng thêm nhiều hơn nữa. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng vì thường thường đó, chúng ta biết rằng cái khẩu biểu tri hay là cái thân biểu tri đó, nó là cái do cái tâm, nên thường thường mới gọi là sắc tâm đó, nghĩa là cái điều này sắc pháp mà nó hiển lộ những cái lời nói, những cử chỉ, nhưng mà chính là cái tâm nó điều khiển cái thân hành và cái khẩu hành. Và nếu một cái người mà họ không có sự thu thúc đó, thì họ nói chuyện suốt ngày nhưng mà họ không biết cái chuyện suốt ngày đó mang lại cái lợi ích gì cho họ, không có mang lại cái lợi ích gì cho họ, chỉ tiêu tốn thời gian rồi mòn mỏi cái tuổi thọ, mòn mỏi cái đời sống và không có mang lại kết quả, mà chỉ tô bồi thêm những cái ác bất thiện pháp, những cái thói thường tình. Thường thường chúng ta biết rằng người đời đó thì họ sống bị cuốn hút theo những cái cảnh, ví dụ như nhậu nhẹt bài bạc, những cái chỗ mà phím luận, những cái chỗ mà bàn bạc, những cái chỗ mà họ nói về những cái tin hành lang hay những cái tin giật dân này kia nọ đó. Thì thường thường những người mà họ nhàn rỗi đó thì họ thường tụ tập lại những cái chỗ đó, và họ tiêu tốn cái thời gian của họ vào những cái chuyện không có kết quả gì. Nhưng mà nếu một vị tỷ khưu mà đã ăn cái đồ ăn thức thực, nhưng mà ngược lại sống mà không có tiết chế, không có thu thúc đó, thì nó rất là nhiều cái nguy hiểm. Tại sao vậy? Thường thường chúng ta biết rằng những cái tâm thiện đó, thì nó luôn luôn làm cho mình tinh tấn nỗ lực. Ví dụ chúng ta thấy một cái tâm thiện thì nó có nhiều cái thiện khác, chính là những cái sở hữu tịnh hảo, như là tín niệm, tàm quý. Thì mình thấy rằng một cái người mà họ có tu tập đó, thì họ có lòng tin với lời dạy của Đức Phật, tin với sự thực hành thiền chỉ hay thiền quán, tin với cái thọ trì học pháp hay là hành pháp, hay là học kinh luật luận, hay là hành trì kinh luật luận, hoặc là thuyết giảng kinh luật luận, hoặc là giảng dạy sách tấn khích lệ những người khác theo cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng một cái người mà có cái thiện á, thì chính có lòng tin á, với Đức Phật á, thì chúng ta có những cái như vậy. Và niệm đó, thì chúng ta thấy một cái người có niệm đó thì thấy nghe ngửi nếm đụng vị đó, họ cũng có chánh niệm. Như là bài kinh Đại Niệm Xứ thì chúng ta thấy rằng một vị tỳ khưu chánh niệm đi tới đi lui, chánh niệm mang y mang bát, chánh niệm ăn uống nhai nuốt nếm, chánh niệm đại tiện tiểu tiện, chánh niệm lúc nói cười, bất luận cái gì đó thì đó cũng chánh niệm. Vì cái sự chánh niệm đó mình có sự phát hiện được, có nghĩa là có cái sự chế ngự được các cái căn. Nên thường thường chúng ta thấy Đức Phật có những cái lời nói mà Ngài nói tất cả các pháp lý niệm là một chỗ quy hướng niệm. Nên một người mà niệm thân hay là niệm thọ hay niệm tâm, niệm pháp đó, biết được căn cảnh và thức. Thường thường quý vị biết rằng biết căn này có cái cảnh và có cái thức nương vào vào cái căn đó để biết cái cảnh đó, và bị chạy theo, có nghĩa là chạy theo tham, và chạy theo sân, và chạy theo si, chạy theo những cái tâm tán loạn, chạy theo đó, các cái dục mà các cái hướng ngoại đó, chạy theo như vậy, thì cái sự đó là cái cách của những cái người mà luân hồi trong khổ cảnh, luân hồi trong đọa xứ. Mà nếu vị tỳ khưu mà không có phát hiện được đó, những cái sự buông trôi thời gian, buông trôi không có phòng hộ đó, thì chính những điều đó dẫn mình đi đến một cái đời sống khổ đau, một cái kiếp sống khổ đau. Thường thì nếu mà chúng ta nói rằng Phật giáo dạy mình thu thúc tâm á, thì chúng ta hiểu rằng cái tâm của mình đối với các cái cảnh, như là tâm nhãn thức đối với cảnh sắc á, thì mình phải biết rằng cái lòng tham nơi cảnh sắc, hay là cái sự bực bội khó chịu nơi mắt với cảnh sắc, hay là cái sự si mê. Cái sự si mê là một cái trạng thái mê mờ tâm tư đó, mà mình không có nhận định được, mà mình tiêu tốn thời gian bằng những cái tạp thoại,
những cái lời nói mà chúng ta gọi là nhảm nhí đó, những lời nói nhảm nhí. Nếu một cái người mà hiểu được những cái lời nói nhảm nhí, những cái lời nói mà không có mang lại cái kết quả, không có mang lại cái sự thiểu dục tri túc, hay là không có mang lại cho mình tăng trưởng lòng tin, hay là tăng trưởng niệm, hay là tăng trưởng tàm quý, hay là tăng trưởng những cái pháp như là làm cho cái tâm mình quân bình, nó không thiên lệch, không bị cuốn hút theo những cái ác bất thiện pháp. Thì như vậy nên chúng ta hiểu rằng một cái người mà có cái sự thu thúc đó, chính là họ có tính là lòng tin đối với lời dạy của Đức Phật. Đối với người đời hay người xuất gia cũng vậy, khi mà chúng ta có lòng tin với Đức Phật, là Đức Phật ngày hành trì pháp để thành tựu được bao nhiêu phẩm bồ đề tự đạo, để loại bỏ những cái tham pháp và những cái bất thiện pháp từ mắt tai mũi miệng thân tâm, mà theo cái khuynh hướng của tham sân si. Chỉ có khi nào mình hiểu được như vậy đó, thì mình mới thấy được là mình tin Đức Phật và thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Tin Đức Phật mỗi người có cái nghiệp riêng, và chúng sanh đó, thì tùy theo cái căn tánh của chúng sanh. Nếu mà chúng sanh đó không có nỗ lực đó, thì không có đạt được, đạt được những cái thiện pháp như chúng ta thấy tính lực, cái tấn lực, cái niệm lực, cái định lực, cái tuệ lực, nó không đạt được, vì không có an trụ vào cái tính lực là cái lòng tin đối với lời dạy của Đức Phật, hay là lòng tin đối với nhân quả, lòng tin với thiện nghiệp và ác nghiệp đó. Bởi vì khi mà chúng ta có lòng tin như vậy đó, thì chúng ta cũng phân biệt được cái nghiệp thiện và cái ác. Chúng ta tin được đó, chính là Đức Phật đó, ngày giảng dạy những cái pháp mà từ bỏ những cái ác pháp, mà tu tập những cái thiện pháp. Và khi mà chúng ta có lòng tin đối với Đức Phật, hay là lòng tin đối với chánh pháp, pháp của Đức Phật đưa đến sự thiểu dục tri túc, hay đưa đến sự yên tịnh, độc cư thiền định, từ bỏ tham sân si, từ bỏ trạo hối, ngã mạn, hoặc là những cái từ bỏ hôn trầm thị biên, hay là từ bỏ sự phóng dật. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái lòng tin đó, đó đối với mọi người đó phải được làm cho nó lớn mạnh. Mình gọi là tính quyền, rồi tính lực, cái lòng tin của mình đối với những cái lời dạy của Đức Phật. Và mình coi như là cái lòng tin đó làm cho cái nội tâm mình tốt đẹp hơn. Như một cái người không có lòng tin với bản thân của mình đó, là không có tin nghiệp quả, hay là không tin thiện bất thiện từ tâm của mình sanh khởi. Nên thường thường quý vị biết rằng làm sao mà để mình nhận diệt được cái tâm của mình. Nên thường thường mình thấy như là mắt nhìn được cảnh sắc, chính là tâm nhãn thức sanh lên. Nhưng mà những cái tâm nhãn thức này nó có những cái tâm quả nó sanh lên đó, chúng ta thấy như là khai ngũ môn là 18 tâm vô nhân đó, mình thấy khai ngũ môn, khai ý môn là ba cái tâm vi tạc vô nhân đó, nó làm khai mở cho nhãn môn, để rồi mình thấy cảnh sắc, hay là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, rồi mình tiếp thu cái cảnh đó, tiếp nhận cái cảnh đó, rồi quan sát cái cảnh đó dưới cái tâm quan sát, rồi mình có đoán định, tâm khai ý môn làm đoán định ở lộ ngũ, và cuối cùng thì chúng ta thấy một cái loạt động lực. Động lực đó nói rằng nếu mình có sự thu thúc đó, mình có tác ý, mình tác ý khéo léo đó, thì cái tác ý đó, nó thiện pháp nó sinh khởi, ác pháp nó sẽ từ từ nó thiên giảm, thiện pháp nào chưa sanh nó sẽ sanh, thiện pháp là đã sanh lớn mạnh. Chính vì mình khéo tác ý đến vô thường, đến khổ, đến vô ngã, đến mình đi với cái nghiệp của mình, và mình rất là dễ rơi vào đọa xứ do tham sân si, là những cái tùy biên phiền não đối với chúng sanh, thường dẫn dắt chúng sanh vào trong những cái khổ cảnh. Nếu khi nào mình có cái tác ý suy nghĩ khéo léo như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng luôn luôn lúc nào Đức Phật ngài cũng nói rằng những cái tâm quả vô nhân này á, nó là những cái thành quả từ những cái tâm thiện ác đời trước. Khi mà mình có cái nghiệp tham ái đó đưa đến cái sự luân hồi, mình vẫn có mắt tai mũi lưỡi, các bậc thánh vẫn có mắt tai mũi lưỡi, nhưng mà các ngài đó đoạn trừ những phiền não trong mắt tai mũi lưỡi thân tâm. Còn cái kẻ phàm phu đó thì mắt tai mũi lưỡi thân tâm đó nó theo cái khuynh hướng của tham tùy tăng như vậy, hoặc là khuynh hướng của bực bội khó chịu sân tùy miên tùy tăng như vậy, hoặc là theo khuynh hướng của vô minh tùy miên, là cái trạng thái xả thọ đó, tâm mình cảm thấy trống vắng, tâm mình cảm thấy không có cái gì hấp dẫn. Nhưng mà lúc bây giờ nó cũng là những cái xả thọ,
Nhưng mà chúng ta bị không có cái chánh niệm nên chúng ta không thấy được những cái cảm thọ đó. Chỉ có khi nào đối với phàm phu đó họ khóc hay cười, họ được cái khổ, bị khổ hay là được lạc từ nơi cái thân thức của họ đó, thì tâm của họ có những cái cảm giác vui, vui hớn hở trong tâm như vậy, những cái thành quả họ đạt được. Nhưng mà họ cũng đau khổ với những cái gì mà mất mát, đau thương, hoặc cái sự bực bội và khó chịu đối với tâm bằng những cái cảm thọ mà chúng ta gọi là thọ ưu của tâm sân. Chính vì như vậy, tới khi nào mà chúng ta tự nhận định được như vậy đó, thì chúng ta mới biết, để biết tâm sanh khởi và biết cái cách phòng hộ tâm. Nhưng mà ngược lại, chúng ta mà không có biết tâm sanh khởi và không biết, thì mình không có thể nào phòng hộ tâm được. Chính những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức á, từ chúng ta học vi diệu pháp đó, là những cái tâm vô nhân thôi. Nó hợp với bảy sở biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tạp, ý. Mà bảy sở biến hành này cũng là, nó là những cái pháp phi thiện, phi ác. Chỉ có khi nào chúng ta có động lực đó, thì chính cái động lực đó là 12 tâm bất thiện, thì chúng ta có bốn cái sở hữu bất thiện biến hành sanh khởi là si, vô tà, vô quý, phóng dật. Nên bình thường chúng ta thấy vừa 12 tâm bất thiện đó, thì lúc nào nó cũng có bốn cái sở hữu bất thiện biến hành này. Nên dùng cái từ gọi là bất thiện biến hành đó, luôn luôn lúc nào nó có mặt trong những cái tâm bất thiện. Si là trạng thái của vô minh đó quý vị, vô tàm là không có hổ thẹn, vô quý là không có ghê sợ, phóng dật là thất mình, quên mình. Dù mình ở lĩnh vực nào, dù là người xuất gia hay người tại gia, nhưng mà ở đây cái người xuất gia là cái người có cái điều kiện tu tập dễ dàng hơn, dễ dàng trong cái sự tu tập, như là thất thực quá duyên, rồi thời gian không có phụng sự cho ai hết, mà chỉ có lo tu tập, lo thu thúc, đó là điều kiện thuận lợi nhất. Mà những người đó không làm được như vậy, nên những cái điều đó rất là đáng chê trách. Chính vì như vậy nên cái người đó sống nó cũng giống như cái thây, cái thay sống thôi, chứ thật sự người đã giống như chết rồi vậy. Bởi bình thường chúng ta thấy Đức Phật này thường nói trong kinh Pháp Cú đó, nếu người sống trăm năm không thể phát sanh diệt đó, chẳng bằng sống một ngày mà được rõ được biết. Có nghĩa là những cái sự sanh diệt của thời gian, của danh và sắc đó, của tâm sanh diệt đó, những cái ác pháp trong tâm sanh diệt mình cũng phải nhận diện được. Chỉ có khi nào nhận diện được mình mới thấy được cái tâm của mình nó bị cuốn hút theo các cái tầng cảnh, các cái tâm quả vô nhân này nó sẽ làm nhân làm duyên cho những cái động lực bất thiện, tham sân si nó sanh khởi ở trong những cái lộ mà là từ mắt chúng ta gọi là lộ nhãn môn, từ tai chúng ta gọi là lộ nhĩ môn, từ mũi chúng ta gọi là lộ tỷ môn, từ miệng chúng ta gọi là lộ thiệt môn, từ thân chúng ta xúc chạm gọi là lộ thân môn. Và chính ngũ sổng thức hay là năm lộ của ngũ đó, đó là những cái điều mà chúng sanh có cái khuynh hướng do các cái giác quan này nó tạo thành những cái lộ trình tâm. Và có những cái tâm quả vô nhân đó, nó nối liền với những cái tâm mà nó tạo ra nhân quả. Đó là những cái tâm bất thiện vì tạo ra cái nghiệp bất thiện, vì nó có nhân của tham sân si. Còn những cái người có thu thúc đó thì nó sẽ có những cái sự tương thích. Khi một người tác ý khéo đó thì cái sở hữu tính niệm tàm quý nó sẽ sanh khởi. Khi mình có tác ý đó, thì mình tác ý tới lời dạy của Đức Phật đó, thì mình có cái tính niệm tàm vô tham vô sân hành xả. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái diễn tình tâm của chúng ta nó sanh khởi như vậy. Nên Đức Phật ngày thường nhắc nhở một cái người có tâm như vậy đó, nếu không bỏ cái tâm đó, không bỏ cái tư tưởng đó, thì người đó khi chết thì nhất định phải rơi vào đọa xứ. Bởi vì cái tâm đó là cái tâm bất thiện, cái tư tưởng đó là cái tư tưởng về dục. Bởi vì dục tưởng, hận tưởng, hại tưởng, hay là dục về mắt đối với sắc dục, dục về tai đối với thinh dục, dục về mũi đối với khí dục, dục về miệng đối với thiệt dục, về thân đó là thân dục. Người đó có cái sự chăm chút cho cái thân này,
Nên thường thường chúng ta thấy những cái hành động đó, ví dụ chúng ta thấy nhóm luật sư, nhóm thất thập sư đó, để thời gian rảnh rang quá đi đẻo guốc, rồi thắt nơ làm dây mang đi lập cập như vậy, thì Đức Phật ngày nghe những cái tiếng đó ngày quở trách, vì ngày biết những vị đó dùng cái thời gian của mình để làm cái chuyện không đâu vào đâu hết, đi đẻo guốc, đi tìm gỗ đi làm guốc, rồi làm guốc xong rồi sơn vẽ, rồi thắt nơ, rồi làm quai vậy đó, mang đi lập cập như vậy. Không có phải cái hành động của người tu, vì người tu đó có thủ thúc thì họ không có làm như vậy. Thì chúng ta thấy rằng những điều đó, với tâm của Đức Phật biết được cái tâm của người đó, với cái hành động của người đó, Đức Phật biết cái hành động đó là cái hành động của cái siêu xu hướng của ác bất thiện, phi phúc hành. Cái hành động đó mang đến bốn đọa xứ, từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh hay Atula, không thể nào cho những cái thiện cứu được. Chính vì điều đó, với tâm của Đức Phật biết được tâm của những cái người phóng dật, thất niệm quên mình, với những cái tâm đó, với những cái tư tưởng đó, nếu không từ bỏ đó thì chắc chắn phải dẫn vào đọa xứ là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật còn tại thế, hay là những cái vị tỳ khu sống gần Đức Phật đó mà khởi lên một cái ác bất thiện pháp nào đó, Đức Phật ngày biết và ngày cũng cho triệu tập, mà cho triệu tập chư tăng lại để ngày nói về cái dục tư duy đó. Thường thường chúng ta thấy rằng cái dục tư duy sanh khởi trong tâm của chúng ta, bởi vì tâm chúng ta nó có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Chính tham ác là chúng ta tham đối với sắc thinh khí vị dục, thỏa mà không có biết thỏa mãn trong sắc thinh khí vị dục, bị sắc thinh khí vị dục đó nó cuốn hút, và thân khẩu ý đó bất tình trở thành đầy ứ những cái tham dục. Rồi lúc bây giờ đầy ứ những cái tham dục đó thì rùi lằn sẽ bu. Đó là những cái người mà chúng ta thường nghe những cái câu chuyện của những cái người có con gái mà họ muốn tìm một đối tượng đó, một cái đối tượng cho con của họ đó, để kéo lôi cái vị đó không còn tu tập đó. Thì chúng ta nghe nhiều câu chuyện là có một cái cô tín nữ đó, có một người con gái tới cổ cặp kê mà không, ngoài đời không ai hỏi đó, vị đó cái người mẹ đó mới tìm cách nói với con là bây giờ phải chinh phục những cái vị sa môn mà không có thu thúc. Thì lúc bây giờ thấy những cái vị mà y phục đó được ướp những cái mùi hương làm cho thẳng thớm, đi với cái cách đi đó, các căn không có thu thúc, thì người ta biết là những vị này có nhiều cái lòng tham. Và cái người phụ nữ này biết được như vậy nên kêu con gái mình để động như chinh phục những cái vị đó. Và những cái trường hợp đó xảy ra ở trong cái thời kỳ của Đức Phật cũng rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Thì chúng ta biết rằng những cái người đời đó họ cũng biết được, họ biết được những cái người nào mà sống theo cái vị dục. Nên bình thường thì chúng ta biết rằng thân biểu tri và khẩu biểu tri đó, mình có cái thân của mình đó, người ta nhìn, người ta biết cái thân của mình nó có những cái cao chuốt, thì mọi người họ nhìn vào, họ biết cái người đó cao chuốt. Tại vì cái người trao chuốt nó khác với cái người không có trao chuốt. Cũng như vậy, khi mà cái thân mà trao chuốt đó, người đó có y đó, họ sẽ dằn cái y đó, hoặc họ ướp cái y đó bằng những cái hương liệu. Và những cái người đó họ biết cái điều này là người đời đó, thì họ họ có y phục, họ ướp những hương liệu. Nhưng mà nếu người tu mà có ướp hương liệu như vậy đó, thì những người này sống buông thả các căn. Nên những cái người này họ tìm cách để con của họ có những người chồng. Nên chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy. Thì cái vị chư thiên này đó nói rằng thời của Đức Phật, hay là các đệ tử của Đức Phật, hay lý theo các cái vị sinh văn đệ tử của Đức Phật, những cái vị như là ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, hay là ngày Cá Sáu Bá đó, ngày thường nhắc nhở những người học trò của mình làm như thế nào để có thể tiến bộ, để đạt được đầu đà, đạt được những cái thần thông thắng trí, và đạt được đạo quả, sống như thế nào là có lợi ích, sống như thế nào là mang lại sự an lạc cho mình, cho người.
Còn sống như thế nào là không có thu hút, sống như thế nào là mang cái sự khổ đau cho mình, cho người, cho đời này đời sau. Chính vì sống mà bị cuốn hút theo mắt đối với cảnh sắc, cuốn hút mà lỗ tai với các âm thanh, rồi các cái mùi hương đối với mũi, các cái vật thực đối với miệng, cái sự xúc chạm đối với y phục, mà một cái người mà họ mà thu thúc thì khác, nhưng mà những người không thu thúc thì mình sẽ thấy họ có cái cách chăm chút cái bề ngoài của họ nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái người đó, thì cái vị chư thiên này nói rằng cái vị đó sống, cái thân thể họ sống như vậy, nhưng mà giống như cái người chết bị quăng bỏ thôi. Sống mà phóng dật đó thì luôn luôn là cái sự cuốn hút trong luân hồi. Rồi cuối cùng cái thân này cũng không có lợi ích gì. Bởi vì một cái người chết đó, là cái thân này bị tan rã. Một cái người sống không thực hành theo thiện pháp đó, thì cũng giống như cái thân bị chết vậy. Vì không có thiện pháp nào từ cái đó hết. Và sống lâu như vậy đó thì cũng chỉ rơi vào những đọa xứ mà thôi. Bởi thường thường chúng ta thấy Đức Phật này cũng dạy trong Kinh Tăng Chi đó, giống như một cái cây nó nghiêng về bên nào, nó có cái khuynh hướng ngã thì nó sẽ ngã về hướng đó. Một cái người sống thiên về những cái dục dục lạc đó, thì vị đó phải phải rơi vào trong đọa xứ. Tại sao vậy? Vì cái tương ứng với những cái bất thiện của tâm với cái cảnh giới tái sanh của những cái chúng sanh đọa xứ là tương ứng như vậy. Thì giống như cái cây nó nghiêng bên đó, ngã thì nhất định nó ngã ở anh đó. Thì Đức Phật này muốn nói về thiện hay bất thiện cũng vậy. Một người sống với cái ác bất thiện pháp nhiều quá đó, nếu người đó không nhận diện được cái tư tưởng, cái lối sống không lành mạnh đó, không từ bỏ, thì họ phải rơi vào đọa xứ. Cũng như vậy, một người sống có cái khuynh hướng của thiện pháp thì giống như nó nghiêng về một cái hướng thiện đó, thì cái tâm thiện nó rất là dễ sanh. Bởi thường thường chúng ta thấy rằng cái tâm thiện nó sanh đó, nó sẽ làm duyên. Làm duyên, ví dụ như một cái người có thiện có thể là nó từ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, nó sẽ sanh cho những cái thiện pháp tiếp nữa. Nên thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, cảnh sắc, cảnh thinh như vậy. Nhưng mà những người đó cảnh sắc đó là họ họ ở trong những cái đề mục, họ thu thúc tâm trong những cái đề mục thiền. Trong thinh đó là họ thu thúc trong những cái lời dạy của Đức Phật hay là lời dạy của bậc thầy tổ. Nếu mà chúng ta hiểu rằng đời sống bây giờ không có Đức Phật đó, thì những vị thầy tổ là những người này có cái kinh nghiệm tu tập đó, thì mình cần phải thích nghe những cái lời nói đó. Nếu ngày nào mình không còn thích nghe nữa đó, thì mình phải nói rằng cái tâm mình nó đã rời bỏ những cái thiện pháp. Giống như vị chư thiên mà không còn thích nghe pháp nữa là vị chư thiên chuẩn bị chết. Một người ở đời mà không có nghe thiện pháp đó, thì người đó sẽ chắc chắn sẽ hành những cái ác pháp. Thường thường chúng ta thấy là người Phật tử cũng vậy. Chúng ta thích nghe pháp thì khi mà chúng ta làm việc gì tội, chúng ta sẽ sợ hãi. Nhưng mà nếu chúng ta làm tội hoài, bây giờ chúng ta không thích nghe pháp, tại vì nghe pháp mình thấy mình làm sai, nên cái người đó càng ngày càng rơi vào trong đọa xứ nữa. Giống như Đức Phật nói ngu mà chẳng biết mình ngu đó, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Nhưng mà ngu mà tự biết mình ngu vậy là trí phải ngu đâu mà. Nếu mình có lầm lỗi đó, mình biết mình lầm lỗi để sửa lỗi lầm đó, thì những cái điều đó đó Đức Phật này khen. Nhưng mà nếu một cái người lầm lỗi mà không biết những cái lỗi lầm đó, điều đó là điều đáng chê trách. Bản chất người đó, đó Đức Phật nói rằng chỉ sống những cái ô nhiễm bất thiện mà họ không biết đó, họ không thể nào từ bỏ được. Nếu mà họ biết được những điều đó là điều ô nhiễm đó, họ cũng từ bỏ trước khi họ chết. Họ giữ gìn cái chánh kiến đó thì họ cũng sanh lên cõi lành được. Chính vì điểm đó nên chúng ta hiểu một người họ hành ác pháp mà họ không biết đó là ác pháp đó, là điều cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm đối với họ. Còn nếu họ biết đó là ác pháp đó thì có nhiều khi còn bị ràng buộc, đời sống này ràng buộc, chồng con ràng buộc cái này kia nọ đó, mình phải chịu cái sự ràng buộc đó, mình làm những cái ác pháp. Nhưng mà nếu mình biết ác pháp là gì, những cái gì lỗi lầm đó, mình quyết là mình bỏ. Cũng giống như người xứ làng chài mà ngày Sa Điếu Tát ngày xuống ngày truyền giới ngoài đó. Nhưng mà nếu những người đó họ chấp nhận thọ giới,
họ biết rằng cái sự thọ giới là mang sự an lạc, dù là họ không có làm được hoàn hảo từ năm này qua tới năm kia, hoặc là từ ngày này ngày kia, nhưng mà họ có thể làm được một vài giờ khi mà họ không phải đi xuống dưới biển để họ bắt cá, thì họ cũng vẫn có thể giữ giới được một vài tiếng đồng hồ á. Nếu họ hiểu rằng giữ giới một vài tiếng đồng hồ nó cũng có phước, với cái thiền tâm của mình hiểu đúng như vậy đó, thì họ cũng tăng trưởng những cái phước báo công đức. Rồi một thời gian nào đó thì sự thuận lợi đó họ sẽ từ bỏ cái nghề sát sanh đó. Nhưng mà nếu một người mà họ làm nghề sát sanh đó, mà họ nghĩ rằng mình làm nghề sát sanh không có nên đi đến chùa, không nên gặp những vị sa môn bà môn, cũng không nên thọ trì những cái học giới, thì những người đó thật sự là họ đã rơi rớt vào một cái đường cùng, và họ chỉ có cái lối cùng là cái sự rơi rớt vào đọa xứ mà thôi. Nên chúng ta hiểu được một cái người mà như là cái bài kệ Pháp Cú, phi chân cứ tưởng thực chân, thực chân lại thấy phi chân, đó là tư duy một cách bài tà, người như thế ấy còn mà đặt chân. Thực chân biết đó thực chân, phi chân biết đó phi chân, mới là tư duy chẳng chục bài tà, người như thế ấy mới là đặt chân. Một người mà phi chân mà không biết mình ốp thì cái sự đau khổ sẽ có. Nhưng mà một cái người mà họ biết chân hay là phi chân, sự thật hay là tội hay là phước đó, họ biết được rõ ràng như vậy đó, thì họ giữ gìn chánh kiến nơi tâm đó, thì một lúc nào đó họ có thể hiểu được cái đó là cái sự lầm lạc, cái đó là ác pháp cần phải bỏ, cuối cùng họ có thể bỏ được. Giống như thường thường chúng ta thấy một người cư sĩ gì đó, mình vào chùa mình quy y Tam Bảo, giữ năm giới, mình giữ năm giới như vậy là mình phát nguyện giữ năm giới, nhưng mà lúc nào mình hư hỏng năm giới như là sắc sanh trộm cắp tà dâm nó dấu trụ, mình quyết lòng mình giữ đó, mình xin năm giới trở lại, mình cứ xin hoài như vậy đó, cho đến lúc nào cái lòng tin của mình đối với cái sự tinh tấn nỗ lực của mình mạnh mẽ đó, thì mình sẽ giữ giới một cái cách giữ giới kiện toàn hơn, thành đạt hơn, dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình không biết được những cái đó là những cái sự trở ngại, bởi vì sống trong đời mà giữ giới được là một cái chuyện cực kỳ khó. Mình phải thấy được những cái điều nào đó là những cái giới hư hỏng, và cái gì là giới không có hư hỏng, thì mình hiểu được như vậy mình mới giữ được. Cũng giống như đời sống tu tập vậy đó, mình biết cái đó là không phải sa môn hạnh, không phải là bà la môn hạnh, thì mình trước sau mình phải từ bỏ, và hiểu được điều đó nên từ từ cố gắng từ bỏ. Nhưng mà nếu người đó mà không nhận được đây là phi sa môn hạnh, đây là phi bà la môn hạnh, họ không biết được như vậy đó, thì họ cứ ôm ấp hoài những cái lối sống mà tiêu cực, những lối sống xa đọa, thì chắc chắn rằng khi mà thân quả bệnh chung, chính thân khẩu ý của họ tích lũy những cái phi sa môn, phi phạm hạnh đó, sẽ dẫn họ đi vào đọa xứ thôi. Nên thường thường quý vị thấy đối với Phật giáo đó, nói ngã quỷ sự đó, thì rất là nhiều là ngã quỷ, và đa số đó là những vị tỳ khu chết sanh làm ngã quỷ, tỳ khu ni sanh làm ngã quỷ, rồi sa di ni sanh làm ngã quỷ, sa di tăng sanh làm ngã quỷ, và những người cận sự nam cận sự nữ vẫn sanh làm ngã quỷ. Nếu mà chúng ta coi trong cái chuyện mà ngã quỷ sự hay là thiên cung sự đó, thì chúng ta cũng thấy rằng cũng có rất nhiều những cái loài ngã quỷ là những cái người sa môn phạm hạnh, nhưng mà không thực hành sa môn phạm hạnh nên phải sanh làm những loài ngã quỷ, những loài quỷ thần. Rồi những cái vị mà thực hành sa môn phạm hạnh, họ sanh lên chư thiên, họ sanh lên phạm thiên, chúng ta cũng thấy và chúng ta cũng học, thì chúng ta hiểu rằng đó là những cái gì từ tâm của mình nó có, mình thường thường mình gọi là những cái tâm bất thiện đó, thì do những cái tâm bất thiện thì nó đưa ra cái tâm thẩm tấn để tái sanh vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, mà chúng ta gọi là nghiệp thức quả thức đó. Nghiệp thức thì nó có quả thức, đó là phi phúc hành đó, thì nó đưa ra cái tâm quả đi tái sanh là tâm thẩm tấn để sanh vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Và phúc hành đó, thì đó là tám cái tâm quả do tám cái tâm thiện thực hành 10 cái việc thiện. Thì chúng ta biết 10 việc thiện là từ cái việc bố thí, trì giới, tu thiền, thiền chỉ hay thiền quán, rồi cung kính hay phục vụ, hồi hướng phước hay tùy hỷ phước, tính pháp hay thuyết pháp, và cải chánh tri kiến đó. Chính là tâm thiện dục giới này nó đưa sanh về bảy cõi vui dục giới, là cõi người và sáu cõi trời dục giới, là bảy cõi. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng phúc hành á, là những cái gì tốt đẹp
Nếu mà cái là bài kinh 40 đại pháp có nói về chánh kiến đưa đến sanh y đó, nếu người đó chưa có chứng đắc đạo quả để đưa đến đạo chi đó, thì chánh kiến đưa đến sanh y cũng dẫn sanh về trời người. Thì chúng ta hiểu rằng á, điều đó được Đức Phật Ngài nói về một cái người thực hành đúng đắn, với cái tri kiến đúng đắn, có cái chánh kiến, hiểu được nhân quả, hiểu được thiện, bất thiện, hiểu được cái gì ác pháp cần từ bỏ, cái gì thiện pháp cần tu tập đó, thì đó là chánh kiến. Nên thường thường chúng ta hiểu chánh kiến đưa đến sanh y là đưa đến đại sanh trong trời người, chánh kiến đưa đến đạo chi là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo để trở thành vị A-la-hán, không có luân hồi nữa. Thì vị đó phải cần biết rõ được như vậy. Chánh kiến cũng vậy, mà chánh tư duy cũng vậy, cũng có đưa đến sanh y, cũng đưa đến đạo chi. Bởi vì chánh tư duy á, chính là chánh tư duy đó là thuộc về tuệ phần, bởi vì sở hữu tầm á, là chánh tư duy. Khi mà đắc đạo quả đó, thì chính sở hữu tầm đó là chánh tư duy. Ở trong bát chánh đạo, chánh kiến là sở hữu trí tuệ, chánh tư duy là sở hữu tầm. Còn ba sở hữu giới phần như chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó là những cái sở hữu mà sanh trong những cái tâm thiện, nó ở trong những cái tâm thiện, làm việc thu thúc về cái cách nuôi mạng, thu thúc về thân khẩu ý, thu thúc về những cái lời nói, thì chúng ta gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, thân nghiệp chân chánh, chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Thì những điều đó được Đức Phật Ngài nói trong thiện bất thiện chúng ta thấy rất là rõ ràng. Và Ngài cũng nói thiện và bất thiện rất xa, như là trời với đất, như là biển bên này và biển bên kia, như chỗ mặt trời mọc mặt trời lặn, rất xa rất xa, là thiện và bất thiện. Bởi vì bất thiện là có si vô tàm vô quý phóng vật, còn thiện thì có tính niệm tàm quý vô thanh vô sanh hình xả, tịnh thân tịnh tâm. Thì chúng ta thấy rõ ràng là giữa hai cái pháp, hắc pháp và bạch pháp, nó cũng khác biệt. Một hướng thì đưa đến trời người, một hướng thì đưa vào khổ cảnh. Thì chúng ta hiểu rằng giống như tảng đá nó nặng thì nó chìm xuống dưới dòng sông, dù có 100.000 người cầu nguyện đó, cũng không phải vì người ta cầu nguyện mà cái tảng đá nó nổi được. Giống như dầu đó, cũng giống như làm phúc hành vậy, dù có ở trong cái ghè đậy kín, nhưng mà cái ghè bị bể đó, thì dầu nó cũng nổi lên mặt nước. Dù cho người bao nhiêu người không muốn dầu nó nổi, nhưng mà dầu nó vẫn nổi, không phải vì người ta muốn hay là người ta nguyền rủa nó mà nó chìm. Thực tánh của dầu nó nhẹ nên nó nổi. Thực tánh của bất thiện giống như ác, như đá gì đó, nặng nó chìm xuống thôi. Nên thường thường chúng ta thấy rằng cái gì nặng thì nó phải chìm xuống dưới nước, cái gì nhẹ hơn nước thì nó nổi trên mặt nước. Nên Đức Phật nói thiện và bất thiện xa là như vậy. Chỗ thì rớt xuống, chỗ nổi lên, chìm xuống, chỗ chìm xuống, chỗ nổi lên. Như vậy thì những cái điều đó, đó là những cái người mà được nghe lời dạy của Đức Phật, tọa trì lời dạy của Đức Phật và tu tập theo lời dạy của Đức Phật, thì phải phân biệt được thiện ác, chính là cái tâm của mình. Mình là tâm bất thiện hay là tâm tâm thiện. Những cái đó, đó nó thuộc về những cái thuộc tính thiện, thì nó luôn luôn có những cái thuộc tính thiện sanh lên, mình gọi là tịnh hảo. Còn những cái pháp bất thiện nó có thuộc tính của tham sân si, nó có nhân của ác pháp, là nhân tham, nhân sân, nhân si. Nó có cái cảnh giới là bốn đọa xứ. Còn một cái người hành thiện pháp thì nó có cái cảnh giới là những cái cõi vui, cái sự an lạc, là cái sự chứng ngộ được niết bàn, do cái sự nỗ lực tinh tấn thực hành để loại bỏ những cái ác bất thiện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong đây có nói về không phải là cái thời kỳ, mà chính là cái tâm con người. Nếu mà gọi là mà cái con người mà đông á, nhiều á, mà nếu thực hành cái thiện pháp á, thì nó cũng rất là đặc biệt. Nhưng mà nếu mà cái số đông, số nhiều đó mà thực hành cái ác pháp á, thì nó cũng mang lại cái sự khổ đau. Số đông, số nhiều đó muốn nói đến cái thiện hay bất thiện, cái giống như ở đời ấy, lúc nào người ác nhiều đó thì người thiện làm thinh, lúc nào mà người thiện nhiều đó, thì người ác làm thinh. Thì cũng như vậy, ác pháp mà nó nhiều đó thì chúng sanh rơi vào đọa xứ nhiều, thiện pháp nó nhiều đó thì chúng sanh và sanh vào nhàn cảnh nó nhiều. Nhưng mà cái con người đó nhận định thọ trì cái học pháp của Đức Phật, cái sự thọ trì đúng đắn hay là cái sự hành trì sai lầm đó, đó là cái khuynh hướng của cái người thọ trì, giống như là
Thường thì chúng ta vẫn thấy ở đời đó, những cái người học vấn cao đó nó ít, những người học vấn không có thì nó nhiều. Nên bình thường đó, Đức Phật thì cũng nói đến thế giới này đó, những cái vùng đất khả ái rất là ít, nhưng mà những vùng đất như là những cái sa mạc đó, những vùng đất cằn cỗi đó, những vùng đất mà sỏi đá thì rất là nhiều, nhưng mà vùng đất màu mỡ, những vùng đất mà cây cối trù phú đó, những cái cây cối xanh tươi triểu quả thì nó lại rất là ít ở trên cái địa cầu này. Khi mà nhìn từ trên cao nhìn xuống đó thì thấy những cái sa mạc mênh mông như vậy, nhưng mà những cái khu vườn khả ái khả lạc thì rất là ít. Thì có nhiều khi chúng ta hiểu rằng điều đó được nói, được so sánh với cái người tu tập ở trên địa cầu này thì cũng rất là ít, nhưng mà những người hành theo ác pháp thì rất là nhiều. Chúng ta hiểu được điều đó theo cái lời dạy, cho đến lúc nào đó mà những người đó họ thấy được cái khổ đau trong đọa xứ, họ tỉnh ngộ với lời dạy của Đức Phật thì họ mới thực hành được. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó, thì con xin trình bày với như là trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin chấm cái buổi giảng cái câu chuyện của vị tiên tử Chanh Tú này, và kính dâng cái phần phước báo cũng đức đến quý ngài, chia phần phước báo đến quý vị, xin hồi hướng phước báo này các bậc hữu ân, các cái vị có sự mong cầu cái phước lành thì xin hướng nguyện đến các vị đó. Bây giờ thì con xin thỉnh thường tòa giác đẳng điều hợp cho phần thảo luận những cái chi pháp nào, những cái ý nào còn thiếu thốn trong cái bài giảng của con, xin thường tòa điều hợp để đặt câu hỏi đến chư tăng chia sẻ. Bây giờ thì con xin dâng cái mic lại cho thường tòa giác đẳng. Sa thú kính trình chư tòa pháp đăng với pháp thoại vừa rồi. Kính bạch chư tòa tu sư, không biết chư tòa có nghe được không? Nếu được xin thỉnh chư tòa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một vấn đề hỏi bạch chư tòa tu sư, có một vấn đề rất là tế nhị đó, là ở đây khi mà thiên tử Chanh Tú nói lên những cái lời mang tới cách xây dựng đối với chư tăng đó, thì mình thấy rõ ràng là thiên tử rất là cẩn trọng, vừa nói nhưng mà vẫn nói lên sự cung kính đối với chư tăng, và có như là một cách nói mà có cái sự phân định rõ ràng là vị này nói vị nào chứ không phải nói chung với chư tăng. Bên chư tăng thì siêu ngày nay đó có một số cái hiện tượng là có những người họ thấy những cái xấu, những cái không đẹp của tăng chúng và họ chỉ trích, nhưng mà họ chỉ trích một cách vô tội vạ. Họ đưa lên trên Internet, họ gửi email, họ chỉ trích. Và cái chỉ trích đôi khi rất là nặng nề. Thì thượng tọa có lời khuyên nào đối với những sự xây dựng mà nó có tính cách ồn ào, có tính cách là tạo nhiều cái áp lực tiêu cực như vậy không? Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, cái việc xây dựng là một điều tốt, nhưng mà phải biết cách xây dựng. Thuở xưa những cận sự nam hay những cận sự nữ thời Đức Phật, chẳng hạn như là tín nữ Sakha chẳng hạn, không phải là những cư sĩ đó không có cái sự chỉ trích chư tăng, các vị tỳ kheo không phải, cũng có chứ phải không? Nhưng mà đã có ba cái vấn đề. Thứ nhất là những vị thánh cư sĩ này là có lòng tin tuyệt đối
ở tăng chúng, cũng như là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo thì chúng. Thì các cư sĩ đó không dám xúc phạm đến đại thể tăng già, bởi vì sâu tăng già các vị đó cũng cẩn trọng, giống như là vị chư thiên tranh thú vậy đó, vị thiên tử tranh thú. Tức là con chỉ nói những vị nào mà dễ vui thôi, chứ không nói hết tất cả tăng chúng. Thì cái điểm thứ nhất là bằng cái lòng tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Ở trong đó người Phật tử chúng ta cần phải nhớ rằng, hãy nói đến tăng chúng là gồm cả các vị thánh tăng, A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm và Tu-đà-quần, rồi các vị tăng phàm phu. Mà nếu mà chúng ta chỉ trích mà chúng ta đem nói tăng chúng hết á, thì như vậy rõ ràng là chúng ta cái niềm tin nơi Tam Bảo nó không có mạnh. Chúng ta không có nghĩ tưởng thương kính đến các vị tu hành chân chánh khi mà chúng ta chỉ trích quá nặng nề, mà chỉ trích quơ đũa cả nắm. Cái điểm thứ hai đó là một người cư sĩ hiện thiện, những vị đó khi mà nói những điều gì khuyết điểm ở trong các vị tỳ kheo đó, thì các vị luôn luôn cẩn trọng lời nói. Vì nếu như mà mình nói bằng cái tâm sân và mình thoá mạ, nó có tính cách thoá mạ đó, thì mình đã gây nên một cái khẩu nghiệp không phải là thiện. Và chính cái khẩu nghiệp không phải thiện này, nó sẽ trở thành cái nghiệp bất thiện để đưa đến cái quả không được tốt đẹp trong đời sau. Phải luôn luôn chúng ta nhớ là hễ mỗi một lời nói ra và bằng cái sân tâm, bằng cái ác tâm, thì đều chuốc lấy cái quả của cái khẩu nghiệp đó. Cho nên chúng ta phải học theo cách của các vương sĩ hiền thiện thời Đức Phật. Các vị đó như là thiên tử tranh tú chẳng hạn, vì sợ mang cái khẩu nghiệp cho nên sẽ không có nói nặng nề, nói bằng cái sân tâm, mà chỉ nói cái tính cách mềm dẻo thôi, nhưng mà thẳng thắn. Cái thẳng thắn đó nó không phải là sân tâm. Chúng ta nhớ cái lời chỉ trích bằng cái sân tâm nó khác, mà cái lời chê trách thẳng thắn bằng cái thiện tâm nó khác. Hai cái điểm này chúng ta cần phải phân biệt. Chứ đừng thấy các cư sĩ, chúng ta đọc trong cái điển, chúng ta thấy những cái cư sĩ đó khi mà đi đến chùa gặp vị tỳ kheo có cái hành xử như vậy đó, có cái thái độ như vậy, có hành vi như vậy, rồi chê trách, rồi chúng ta bắt chước, chúng ta chê trách bằng cái tâm sân, thì cái trường hợp này không nên mang cái khổ gì. Và cái điều thứ ba nữa là những cư sĩ hiền thiện
khi mà họ chê trách một vị tỳ kheo, vài vị tỳ kheo nào nó không tốt đẹp đó, thì những cư sĩ đó họ đều có cái sự suy nghĩ làm như thế nào để xây dựng cho các vị đó trở thành tốt đẹp và đem lại cái thanh danh tốt đẹp cho tăng chúng. Luôn luôn các vị đó họ suy nghĩ như vậy, cho nên họ mới chê trách. Cái sự chê trách đó dầu cho cái sự chê trách của các cư sĩ đó đến tay Đức Phật thì Đức Phật Ngài cũng chấp nhận, và Ngài cũng y cứ vào đó để mà Ngài chế lập giới luật cho chúng tỳ kheo. Thì do vậy người cư sĩ chúng ta nên học theo cái cách này. Một là khi mà chúng ta chê trách những vị tỳ kheo là chúng ta chỉ chê trách người nào ra người đó, chứ không phải là chúng ta trách mắng hết tất cả tăng chúng. Chúng ta phải có cái lòng tin, có cái sự quan hỷ đối với tăng chúng. Thứ hai là chúng ta có sự chỉ trích hay chê trách đó, là chúng ta bằng cái tâm thiện thẳng thắn, chứ chúng ta không nên bằng cái tâm sân thóa mạ. Thứ ba là khi mà chúng ta chỉ trích hay chê trách, chúng ta đều phải có một cái mục đích là để xây dựng và làm đẹp tăng chúng, là cái ngôi báo thứ ba mà chúng ta quy y. Cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta phá vỡ cái tâm nguyện của mình được. Đây là những điều mà chúng tôi gợi ý như để nhắc các cư sĩ chúng ta qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trân Thượng Tọa Thầy Sư. Bạch Thượng Tọa Thầy Sư, Thượng Tọa là một vị thầy, một vị giáo thọ đại tăng đó. Cái kinh nghiệm Thượng Tọa là có những vị sư sống ở trong chùa lâu ngày đó, không có định hướng, mất đi cái định hướng, sống mà ta gọi là sống tà tà, sống ồ ơ dí dầu, sống cho qua ngày đoạn tháng đó. Thì có nhiều người bị nghĩ rằng mình sống như vậy bất quá nó không có tiếng thôi, nó không có hại gì hết. Nhưng mà cái kiểu sống mà tà tà như vậy, cái sống mà không có định hướng như vậy đó, nó có ảnh hưởng tai hại như thế nào đối với người xuất gia? Kính thưa Thượng Tọa. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Chúng tôi cũng thường nhắc nhở cho các vị tỳ kheo sa di trẻ xuất gia sau này là mình xuất gia tu tập, mình làm lợi ích cho đời, làm lợi ích cho chính bản thân mình và làm lợi ích cho giáo pháp. Khi mà các vị xuất gia mà không có cái mục đích, và khi xuất gia rồi mà quên cái lý tưởng ban đầu. Lý tưởng ban đầu tức là khi mà mình xin xuất gia sa di thôi, là đã nói sắp bằng lúc khác đi sát nát đi bà nát sát chi karana thai giá e tăng ca sa quang đa toa papa chê thăm mầm pate đu cầm bằng bà đài giá.
Thì nam tử đó bạch với thầy Thế Độ, thầy Hòa Thượng Thế Độ, bạch ngài xin hãy cho con Vũ Y Cà Sa và xuất gia, làm lễ xuất gia cho con vì lòng bi mẫn, để đắc chứng Niết Bàn và đoạn trừ, mục đích là đoạn trừ tất cả sự khổ đau luân hồi. Thì nếu mà sống tà tà đó là quên cái mục đích ban đầu, làm như vậy không có lợi ích cho giáo pháp bởi vì chỉ là con sâu, con mọt ở trong giáo pháp mà thôi, sâu mọt trong giáo pháp sẽ làm lũng đoạn, làm hư hoại chánh pháp, rồi không có lợi ích cho chúng sanh. Có nghĩa là sống như vậy, mang cái hình thức như thế mà sống tà tà như vậy, không có tạo một cái công đức nào trong cái việc tu tập, nó thành như là một cái thửa ruộng gò, đất gò, hoặc là đất trũng, hay là đất phèn. Người có niềm tin, người có niềm tin khi mà họ đi đến, họ gieo cái hạt giống vào trong cái thửa ruộng đó thì không trở thành cái phước điền phì diêu được, không thành cái ruộng phước phì diêu được. Cho nên cái đó là làm mất lợi ích cho đời, và làm mất lợi ích cho mình là bởi vì chính bản thân mình khi mà thọ dụng của đàn na tính thí đem đến cúng dường, họ thì họ tạo phước, còn mình thì mình sống không có mục đích, sống tà tà, sống không có làm các cái công đức tu tập gì cả mà vẫn thọ dụng của họ, thì thọ dụng như người mắc nợ. Thọ dụng như kẻ cướp, hai cái thọ dụng đó là nó không có tốt. Làm sao để mà mình có cái công hạnh tu tập, mặc dù mình còn phàm phu, nhưng mà mình có công hạnh tu tập, chuyên tâm pháp học, chuyên tâm pháp hành, và sống có giới luật đàng hoàng, thì như vậy ít ra chúng ta cũng là cái người thọ dụng như là cái người làm thuê cũng được đi. Hễ có làm thì có ăn, mình có tu thì mình hưởng cái sự cúng dường. Còn nếu mà tốt đẹp nhất á, là cái sự thọ dụng của các cái bậc hữu học, là người thừa tự gia sản, thọ dụng như kẻ thừa tự, vì đã đạt vào thánh vức là con ưu tú của Đức Phật, là những người con ưu tú của Đức Phật, thì với cái quy đức của đấng cha lành khiến cho mọi người họ có niềm tin, họ đem đến cúng dường, thì những bậc hữu học, những vị thọ dụng thì cũng giống như người con mà thọ dụng gia tài của người cha vậy đó. Cái đó là thọ dụng như kẻ thừa tự, gọi là đa gia cát parifugat. Còn nếu như là một vị A-la-hán thì ngày thọ dụng với tư cách giống như là một chủ nhân, gọi là Samit Parifugat, bởi vì ngài hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên cái sự thanh tịnh đó ngài trở thành phước điền vô thượng ở đời. Thì khi mà người ta đến, người ta cúng dường cho ngài,
thì tự họ đã tạo được một cái phước báo lớn lao, và chính bản thân ngài không có lỗi lầm gì, cũng giống như ông chủ có tài sản. Tài sản của mình thì mình ăn, mình xài, không có tội vã gì hết. Cho nên ở đây đó, chúng ta không được như là kẻ làm mướn, không được như là một người chủ thọ dụng, hay là một người con thừa tự thọ dụng, thì chúng ta cũng nên làm như cái làm mướn, không sao cả, có làm có ăn. Chớ đừng có thọ dụng như một người mắc nợ, đời sau phải sanh làm trâu ngựa để mà trả, hay là thọ dụng như một kẻ cướp thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên chúng tôi cũng thường nhắc nhở cho các vị xuất gia là phải làm một cái công việc, mà làm có cái công việc làm, Đức Phật đã nói rằng người cư sĩ có cái nghề nghiệp của người cư sĩ, Agarika Sipa, thì vị xuất gia cũng có cái nghề của bậc xuất gia, Anagarika Sipa. Cái nghề của bậc xuất gia đó là vị đó phải có sự tinh tấn nỗ lực ở trong pháp học hay là pháp hành, có những cái phần sự Ganthathura, pháp học, phần sự pháp hành Vipassanathura, thì như vậy nó mới xứng đáng. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2 của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu năm một của thầy nhé. Dạ, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng ạ, ông kính nhân Minh Đăng Sư. Thầy, dạ, chắc có lẽ Thượng Tọa Giác Đẳng thì trục trặc rồi. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Tiểu Siêu trở lại đạo tràng ạ. Dạ, con cung ngài ạ.
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chắc có lẽ là thượng tọa Giác Đẳng đang gặp trục trặc một chút. Bây giờ thì có hai trường hợp. Một là chúng tôi sẽ nêu câu thảo luận số 3 thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng Quan Hỷ giảng dùm cho. Còn hai là Thượng tọa Chịu Khó Cầm Mic, Thượng tọa hỏi cái câu hỏi đó chúng tôi sẽ giảng. Không biết Thượng tọa Pháp Đăng có nghe không à? Dạ. Bây giờ thì giảng câu số 3 phải không? Thượng tọa Quan Hỷ sao cũng được. Dạ, vậy Thượng tọa trả lời dùm cho cái câu số 3. Dạ. Cuộc sống vô nghĩa đối với người cư sĩ có thể là vô hại, như phải chăng đối với người xuất gia thì có hại? Thí dụ như người cư sĩ họ có thể ăn ở không làm gì cả, đi chơi vậy thôi, du lịch vậy thôi, như đối với họ thì chỉ là cuộc sống vô nghĩa thôi. Nhưng mà của tiền của họ thì họ ăn, họ xài, nhưng mà có thể là vô hại. Nhưng mà cái cuộc sống vô nghĩa đó bậc xuất gia thế nào, nó có tai hại hay không? Xin thỉnh Thượng tọa. Yeah. Thì nếu mà nói người cư sĩ thì chúng ta cũng thấy nếu mà họ là người của cải của cha mẹ họ để lại thì họ ăn xài. Nếu mà họ ăn xài phung phí cái của họ đó, thì mình nói thì nói như vậy, nhưng mà thật sự ra khi mà họ ăn xài phung phí mà nếu mà họ không có thiện pháp thì nó cũng ảnh hưởng tới bản thân của họ. Ảnh hưởng tới bản thân của nghĩa là họ vẫn đọa xứ. Nhưng mà nếu mà đối với vị xuất gia đó thì mình lại nguy hiểm hơn. Là tại sao? Vì mình ăn xài những cái của là của những người thiện tính, của những người mà nhiều khi họ có lòng tin, thì mình phải chịu cái hậu quả nặng hơn. Theo con nghĩ rằng nếu một cái người mà họ tu mà họ không có thiện pháp thì họ hưởng cái của người ta bố thí đó thì họ phải chịu cái hậu quả nhiều hơn. Nói ở điểm này thì mình tính thì không có thiện pháp, nhưng mà nếu họ tu mà họ có thiện pháp thì lại khác. Nhưng mà đối với người đời thì ví dụ như họ thụ hưởng cái điều đó, ví dụ như họ có của cải của cha mẹ họ để lại thì họ thụ hưởng cái đó, nó cũng có cái hại với họ. Là sao vậy? Tại vì ví dụ chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà họ có tiền của cha mẹ họ để lại, thì thay vì nếu mà họ thụ hưởng cái đó mà họ làm phước đó thì họ cũng chứng đắc đạo quả, họ cũng được giàu đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, trưởng giả trong kinh thành. Nhưng mà họ lại ăn xài phung phí, nhậu nhẹt, rồi đờn ca sướng hát, thì khi chết thì Đức Phật Ngài cũng nói rơi vào đọa xứ. Thì mình hiểu rằng nếu mình hiểu rằng những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức mà nó tiếp thâu quan sát, rồi nó có những cái động lực bất thiện, tham sân si không đó, thì nó cũng cho cái người đó rơi vào đọa xứ. Nhưng mình hiểu rằng cái đọa xứ đó vì cái tâm bất thiện nó mang lại. Còn nếu một vị tỳ khu đó mà cũng y như vậy đó, mà mình thụ hưởng của người ta cúng dường đó, thì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm chỗ là mình thọ hưởng cái đó đó, mình phải chịu cái hậu quả nặng nề hơn. Nặng nề hơn là mình nói rằng mình phải sanh trở lại những cái kiếp mà trả nợ cho họ, trả nợ cho họ. Thay vì mình giống như một cái câu chuyện của cái những cái vị tỳ khưu mà sanh trở lại làm người thiên kiệu vậy đó,
Khiên kiệu có nghĩa là sanh trở lại, rồi phải khiên kiệu cho cái người trước đó là hộ độ cho mình. Thì chúng ta cũng thấy điều này. Nhưng mà ở đây thì chúng ta hiểu rằng cái thiện pháp và cái không có thiện pháp, có thiện pháp và không có thiện pháp, có ít thì có nhiều. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa hai người đó thì thụ hưởng cái đó bằng những cái bất thiện không đó, thì người cư sĩ họ cũng thụ hưởng cái đó do cha mẹ họ để lại đi, ví dụ như vậy. Thì họ thụ hưởng mà họ phung phí đó, nó cũng ảnh hưởng đến họ. Có nghĩa là vì cái tâm bất thiện nó cho ra đọa xứ thôi quý vị. Còn nếu một vị tỳ khưu đó mà cũng thọ hưởng, nhưng mà cái thọ hưởng đó của người đàn tính cúng dường đó, mà mình không có thật sự, mình không có tạo thiện pháp đó, thì mình rất là nguy hiểm. Nói như vậy để chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà thật sự ra thì chúng ta hiểu rằng một cái người tu đó thì nó có nhiều góc độ lắm quý vị. Trong nhiều góc độ, có nghĩa là họ vẫn có tạo được cái thiện pháp, họ vẫn có tạo được thiện pháp. Ví dụ giờ một cái người tu đi, ví dụ mình nói trong kinh Ni Tiên Bóng Đáp, nói về một cái người đó là họ phạm tội đi, nhưng mà họ còn thuyết pháp giảng đạo, họ còn dạy học được đó, thì họ vẫn có những cái thiện pháp đó vẫn hỗ trợ cho họ. Thì mình nói rằng thiện pháp là ví dụ như họ có cái tâm thiện, họ làm việc thuyết pháp đi, thuyết pháp dạo đi, thì nó vẫn là cái thiện pháp. Thì nó vẫn làm cho vị đó được an lạc. Cái thiện pháp nó ít nhiều nó vẫn mang lại sự an lạc. Bởi vì chúng ta hiểu rằng nghiệp đen trắng đó, nếu mà nghiệp hoàn toàn đen không đó, thì nguy hiểm. Cũng như người xuất gia hay người đời, nếu mà nghiệp toàn là nghiệp đen không đó, thì cả hai đều mà cái vị xuất gia mà tạo nghiệp đen không thì nguy hiểm hơn. Nhưng mà nếu vị đó có nghiệp mà có tạo nghiệp đen trắng đó, thì nó lại khác cái gì. Có nghĩa là có thiện pháp trong tâm thì nó lại khác. Tuy rằng á, vị đó có thể rơi vào đọa xứ, nhưng mà vị đó cũng có thể thiện pháp nó vẫn là nhân là duyên cho vị đó chứng ngộ. Thành ra chúng ta hiểu vấn đề này như vậy thì nó mới chính xác. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu theo người đời họ nói rằng cái vị đó là người tu mà không có xứng đáng là người tu đó, thì thọ hưởng nhiều tội hơn. Thì mình phải hiểu rằng nếu mà họ nói là nhiều tội hơn là tại vì cái nghiệp đen không, đó nghĩa là người đó với thân khẩu ý mà ác bất thiện pháp tham sân si cả cuộc đời như vậy đó, thì nó là nguy hiểm. Nhưng mà nếu vị đó mà có thiện pháp, có ác pháp đó, thì mình phải nói rằng cái thiện pháp nó vẫn cho cái thiện quả, cái ác pháp vẫn cho cái ác quả, chứ không có nghĩa là quẳng hết. Nói như vậy để chúng ta thấy có nhiều cái đoạn kinh mà Đức Phật nói rằng sau này người tu họ chỉ còn miếng giải thôi, miếng giải quấn cái cùm tai hoặc là cái lỗ tai. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng những người đó họ vẫn còn giữ được một cái giới không sắc sanh, trong khi người đời thì họ vẫn sắc sanh. Thì chúng ta phải hiểu vậy đó. Chúng ta phải hiểu cái đoạn mà Đức Phật này nói thời kỳ mà cái người chuyển tánh đó, là họ cái lúc đó là họ chỉ còn cái miếng giải cùm tai hoặc là lỗ tai thôi, thì họ vẫn còn cái ký hiệu người tu, thì họ cũng vẫn có một cái pháp nào đó, ví dụ như họ vẫn giữ được cái giới không sát sanh. Thì chúng ta phải hiểu rằng lúc bấy giờ bốn người như vậy chúng ta cúng dường là cũng vẫn có phước, là như chỗ đó là người đó ở trong người đời đó thì người đời hoàn toàn sát sanh, trộm cắp tài dâm nói dối uống rượu, nhưng mà người này thì họ vẫn giữ được cái giới sát sanh, thì vẫn giữ được một cái thiện pháp. Nói như vậy thì chúng ta hiểu rằng mình giữ giới đó thì tâm thiện đó làm cho mình giữ giới, chứ còn cái tâm ác nó không thể nào làm cho mình giữ giới được. Như là tâm tham sân si thì nó luôn luôn là những cái tâm bất thiện, thì nó phải đưa đến cái khổ đau. Như vậy thì theo con nghĩ rằng nhé, theo con nghĩ và theo cái chi pháp đó, thì con nghĩ là nếu mà cả hai người người cư sĩ mà họ thụ hưởng cái dục lạc đó mà họ không có tạo thiện nghiệp thì họ cũng vẫn nguy hiểm. Họ chết họ cũng phải rơi vào đọa xứ, thì cái tâm bất thiện cho ra đọa xứ thôi. Còn nếu một cái người tu mà hoàn toàn họ chỉ tạo ác pháp thôi đó, mà họ không có thiện pháp thì họ vẫn nguy hiểm hơn. Tại vì họ thọ dụng của người ta thì họ phải chịu cái quả nhiều hơn. Còn nếu mà họ có tu tập thiện nghiệp đó, thì cái thiện nghiệp nhiều đó vẫn cho họ cái sự an vui. Thì bây giờ con xin trả lời cái câu này xong rồi. Bây giờ thì con thấy có từng tọa tề quyền vào, từng tọa tề quyền có thể đặt câu hỏi để thỉnh từng sư phụ tại siêu trả lời cho từng tọa.
sa thú kính trân chư Tôn Đức. Mình nghe là có những vị ở xa về ở chùa như dự lễ tăng y đó, mà các vị từ giả ra đi thật ra phải ra gặp ở ngoài nên chỉ dán đầu chung hối với chư Tôn Đức và xin lỗi Phật tử. Mà thì tòa từ siêu thường tòa có ở trước máy không? Nếu thì tòa có thì tòa từ siêu có mặt ở trước máy, xin thỉnh thì tòa trả lời một câu rồi thỉnh thì tòa đi nghỉ. Một lần nữa xin được hỏi thì tòa từ siêu nghe được không? Dạ. Mà thì tòa từ siêu trong sớ giải nói rằng cái vị thiên tử này nói về một vị tỳ kheo mà sống buông thả đó, giống như một cái xác chết được quăng bỏ trong trong bãi tha ma, và khi mà quăng bỏ đó sự sứ giả nó thành có nghĩa là cái xác chết nó không có chỗ nương tựa, không có được bảo hộ, thành ra nó bị côn trùng đục khoét, rồi nó bị cơn cơn quả quả cắn xé chẳng hạn. Thì cái ví dụ một vị tỳ kheo mà sống phóng dật thì bị các phiền não xâm chiếm, giống như là cái xác chết con trong nghĩa địa. Thì mà thì tòa thì siêu trong khi pháp cú chúng ta có cái câu mà ở trong phẩm phóng dật nói rằng cái người phóng dật không chết mà phóng dật đúng chết rồi, thì cái phóng dật chết rồi nó có tương tự như ý nghĩa câu này không? Xin kính thỉnh thượng tọa. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, hai cái câu này khác nhau. Trong câu pháp cú thì có câu apamado amatang padang pamado machuno padang apamata namijanti ye pamat ta sao hôm nay chúng tôi đánh chữ Bali không được, lâu ngày chắc lục Bali rồi. Đánh Bali ra tiếng Việt không? Cái chữ cái trong câu pháp cú về Vipamata và Thamata đó, bây giờ đến không giống Vipamata. Giờ đến không giấu sự Vipamata và Thamata. Những người sống buông thả như chết rồi, thì cái câu đó, mặc dù cái văn tự thì nó có cái sự khác nhau, nhưng mà ở đây cái nghĩa nó cũng gần gần như trong cái câu ngày hôm nay mà chúng ta học đó, trong cái bài kệ mà chúng ta học ngày hôm nay đó. Yatha peta tathe patte
Vipopamata Viharanti. Trong văn thì nó có cái khác nhau đó, nhưng mà ở đây nó cũng có ý nghĩa tương đương. Nó có ý nghĩa tương đương. Nhưng mà ở đây là chúng ta phải hiểu, trong cái câu mà Đức Phật Ngài dạy, câu 21 á, Vipamata và Thamata đó, thì khi mà cái người sống phóng dật, sống dễ vui, như đã chết rồi, bởi vì trong cái sự buông thả đó họ không có tự chủ được. Họ không có tự chủ, không thể kiểm soát được, cũng như một xác chết không thể kiểm soát được cái hành vi của họ. Người mà sống không có chánh niệm, không có tỉnh giác, những cái phiền não tham sân si nó dậy khởi, họ không thể nào mà họ tẩy trừ được, cũng như một xác chết bị quăng bỏ thì rồi buông kiến đậu, hay là những con côn trùng, con dồi, nó săn sôi nảy nở và nó đục khoét, thì cái xác chết nó không làm gì được. Một người khi đang còn sống, người đó có thể đủ rồi, đủ mũi khi nó đậu vào da. Khi bị gớm, người đó có thể gãi, hay là trong suốt thời gian mấy mươi năm sống thì họ không có bị những con dồi nó đục khoét cái thân tứ đại. Đó là Đức Phật là ví dụ giống như là Apomata Nayanti, tức là người không dễ vui giống như người không đợi, người chưa chết. Còn dễ vui như chết rồi, cái thân nó bỏ, giống như một cái thi thể mà được đem bỏ ngoài tha ma mộ địa. Ở trong có câu pháp cú chữ bê tá ở đây đó, bê tá tí, gọi là bê tá là susane chaditoa kalang katta manusa. Người mà đã chết đem quăng bỏ trong nghĩa địa thì gọi là bê tá, gọi là bê tá. Và khi mà bị quăng bỏ như vậy đó thì bị các cái con diều, những con diều hâu vân vân, nhiều loại chim nó đến nó cắn xé nó ăn. Nha ta ca pí nê săn na ta kê chăng na ca răn tí na rắc thành tí na gô pa dành tí, tức là bị những con chim kinh kênh và quả mà nó ăn đó, thì dầu cho quyến thuộc cũng không có làm được việc gì cho họ, không làm được việc gì cho họ, không làm chỗ nương cho họ, không có thể mà bảo vệ hộ trì được. Cũng như cái người mà đã chết thì họ không có nhận được những cái người dễ vui đó, là họ không có sống gần những cái vị thầy Acharya Upachaya Adi Năng, Acharya Upachaya Adi Năng Santika, tức là họ không có sống gần các cái vị thầy giáo thọ hay thầy tế độ, không có nhận được Ovada Lusa Sanning Nalaphantiti, tức là không có nhận được những cái lời giáo giới, những cái lời chỉ dạy. Avavitha Anatha là không có nơi nương tựa,
Yathapeta giống như là những cái xác chết vậy đó, như những cái người chết. Cho nên ở đây về cái ý nghĩa này chúng ta thấy rằng văn thì nó khác, nhưng mà về cái ý nghĩa thì nó giống như cái câu pháp cú mà Đức Phật này đã ví dụ. Tất nhiên trong pháp cú này chúng ta phải hiểu là người không dễ vui, dù là bậc thánh đi nữa ngài cũng phải chết chứ. Nhưng mà Đức Phật anh nói rằng cái người không dễ vui đó là cái người giống như người chưa chết, người không chết. Còn cái người dễ vui như là chết rồi, chết rồi nó có ý nghĩa như người chết rồi, có ý nghĩa giống như cái câu chú giải ở trong bài kinh này, Yathapeta, chữ Peta đó. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trình bày trong cái câu thảo luận số 4 như vậy, nó một cái thảo vậy. Sao chúng khi trình sư tỏ tiểu siêu, để thỉnh sư huynh đi nghỉ. Thưa tỏ tư quyền, thưa tỏ có nghe được không? Nếu thưa tỏ tư quyền đang ở trước máy, xin thỉnh thưa tỏ trả lời. Dạ, con nghe. Thưa tỏ tư quyền, có nhiều vị sư đó vào chùa tu tập không có nghĩ đến chư thiên và nghĩ rằng mình sống sao cũng được. Nhưng mà thưa tỏ sống trong chùa lâu, thưa tỏ thấy rằng những vị mà tin là có chư thiên và như trường hợp này chư thiên, những vị chư thiên có chánh kiến thì thật sự quan tâm đến cái sự thanh tịnh và không thanh tịnh của tăng chúng. Thì tỏ có thấy hai cái thành phần xuất gia nó có khác nhau không? Ý nói là mình so với những vị tin có chư thiên và những vị không tin có chư thiên, không tin vào cái sự hộ trì hay là cái sự phán xét của chư thiên đó, thì hành xử có khác không? Xin kính thỉnh thưa tỏ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, Dạ Nam Mô Tham Ma, Dạ Nam Mô Sơn Khai, Dạ Dạ con kính lễ đến Đức Phật Chư Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu Tuần Tử Nhất Đẳng, Tuần Tử Pháp Đăng, Tuần Tử Minh Hạnh, Đệ Đức Tự Tri, Đệ Đức Tự Đức Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu này cùng chư tu này cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa qua tập thì nếu là một người tu, là một vị tăng sĩ, là một vị tỳ kheo hay sa di, nếu chúng ta không tin chư thiên thì đây cũng là một điều mà thiếu sót. Sở dĩ nó thiếu sót như vậy thì có thể nói rằng cái niềm tin của vị ấy hết sức là yếu. Và cũng là một điều mà chúng ta phải nhớ rằng là có một số vị người ta tin chư thiên, nhưng mà tính tức là có sự cầu khẩn. Một số người tin chư thiên nhưng không mang tính cầu khẩn. Và một số vừa không cầu khẩn mà cũng không có tin chư thiên. Thì ở đây của tất cả các thôi, nhưng điều mà đứng trên cái nhìn của chính con cái bậc thượng tọa thì con nghĩ là một vị xuất gia mà thường có cái sự quan tâm đến chư thiên, đây là một điều tốt. Nhưng nếu như chúng ta không có cái sự văn sinh, không có cái sự mà tính tức là nhờ vả nhiều thì đây là một điều tốt, tốt hơn hết, tốt hơn nữa. Chứ còn quả thật thì kính thưa quý vị, đối với chư thiên thì khi chúng ta hiểu về Phật Pháp thì đó là những vị có cái phước lành để sanh về cảnh giới tiên, hay những vị chư thiên có chánh tri kiến để hộ trì Phật Pháp, để hỗ trợ, để phụng sự và hộ độ cho những vị tỳ kheo có cái tâm đối với Phật Pháp, có cái tâm đối với cái sự tu trì giữ hành và giữ gìn cái mạng mạch của Phật Pháp, giữ gìn cái giới luật. Rồi có một số vị chư thiên sẽ hộ trì cho các vị là những người hoàn mạng mạch của chánh Pháp để kế thừa và phát triển. Rồi có một số vị chư thiên sẽ giá trị với các cái vị mà hữu duyên với họ. Thì cũng như chư Phật tử vậy, có một số chúng ta hữu duyên, chúng ta kính mến thích một số vị nào đó thì ở chư thiên cũng vậy. Mà nếu như chúng ta tu tập tốt đẹp đó, thì được cái sự kính mến của chư thiên.
Và nếu như chúng ta có một cái sự thân gần họ đó, chia phước và gián tiếp hay trực tiếp chúng ta làm những cái việc lành, những cái việc phước cho các vị chư thiên đó, thì họ cũng có cái cái riêng để trụ trì. Cái điều này là thật đó quý vị. Thì ở đó nếu hỏi rằng á, nếu như vậy thì cái sự quan tâm của chư thiên có tác động trong đời sống tu tập bình thường hàng ngày không, thì ở đây nếu chúng ta nói rằng không có quan tâm, nó chỉ có được chư thiên quan tâm, nó chỉ được một điều tốt, đó chính là hỗ trì cho cái sự tu tập, cho cái sự phát triển của Phật pháp, hay cho cái sự tu hành của vị đó, đó là một điều tốt. Còn ngoài ra cái sự hỗ trì như là giúp cho vị này, giúp cho vị đó về cái cuộc sống tốt, về các nhu yếu phẩm và một thứ vật dụng, thì cái điều này là đây là một điều mà nó không cần và nó không đúng, đúng với cái tinh thần tu tập. Còn nếu như quý vị biết là các vị thường thường đối với các vị có cái sự tin tưởng chư thiên và hồi hướng chư thiên và cầu mong chư thiên có cái sự độ trì cho chuyện Phật pháp, cho cái chuyện tăng chúng được yên vui, được tốt đẹp, thì cái điều đó rất là tốt. Do tin chư thiên, nếu như mà tăng chúng mà không có thanh tịnh, tăng chúng mà không có đoàn kết, thì chư thiên họ cũng sẽ vận hành, mà chúng ta thường nói tức là cái sự linh thiêng của chùa chiền. Cái sự linh thiêng của chùa chiền thì đó chính là một điều mà nó rất là đặc biệt, tức là để cản trở cho một số vị không có gây cái đại họa đến cho Phật pháp vân vân. Thì nó có nhiều cách tính lắm mà tất cả chúng ta không có thể nào mà nói bằng cái lời được. Nhưng điều mà hỏi rằng các vị đó nó có cái lợi ích gì hay không thì tùy theo cái tâm ý của từng vị đó. Nhưng điều hỏi rằng có cái lợi ích gì thì kính thưa quý vị, vị nào ai thương tưởng chư thiên, chư thương sẽ thương tưởng người đó. Ai nghĩ tưởng đến chư thiên như nghĩ tưởng, đây là cái điều thật. Mà khi làm phước, chúng ta chia phước đến cho chư thiên, hưởng cho chư thiên, để khi chúng ta cần thì có việc gì đó để cho chúng ta được tốt đẹp á, thì chúng ta cũng vẫn cầu khẩn lại được. Đây là cái điều mà đây là chúng ta nói trên thực tập. Nhưng điều còn với cái ý niệm tu tập á, thì không cần thiết phải cầu cạnh để chúng ta được cái vật chất, hay chúng ta được cái điều của thế sự, cái điều của cuộc đời, thì cái điều này không nên. Bởi vì chúng ta tu tập thì làm sao mà để cho chúng ta có một điều kiện căn bản, có một sức khỏe và có một điều kiện căn bản, và làm sao để tâm của chúng ta được vững chắc, và cũng như là cái sự tiến tu của chúng ta là một điều cần thiết nhất. Mong để cho các vị, đó chính là một sự hộ đạo, đó chính là một sự hộ tăng. Nó đúng đắn hơn là những cái việc này việc kia, và chúng ta thường phải có chúng ta gọi là long thần hộ pháp. Các vị chư thần chư thiên người ta giúp. Thì nếu như chúng ta không có đối với người tu, khi nào có quá nhiều trách nhiệm thì cần một cái sự thúc đẩy. Chứ còn nếu như một vị tỳ kheo có cái sự tu tập nó mang tính căn bản một chút xíu thì chúng ta tiến tu là được rồi. Và chúng ta dĩ nhiên chúng ta tin, thì hãy tin tưởng có chư thiên. Bởi vì nhờ cái tin tưởng đó, nó là một nền tảng, nó là một cái sự thúc đẩy, nó là một cái sự tưởng thương. Chứ còn nếu như mà chúng ta sống mà quý vị biết là người sống quá nghiêng nặng về cái niềm tin đó, thì nó đưa vào một cái tha lực, nó đưa vào một cái tâm linh, nó mang tính, nó hơi mê tín. Nhưng nếu mà chúng ta không có chất liệu đó thì sẽ trong mọi cái việc Phật pháp hay trong mọi cái việc sinh hoạt thì nó cũng rất là nhạt, nó cũng rất là không có sâu sắc, không có đậm đà, nó mang tính đại thể. Còn dĩ nhiên chúng ta tu thì mình biết chư thần chư thiên biết là được rồi, thì cái tính mà độc lập, hay cái tính mà dũng mãnh tính tâm, thì điều này rất là tốt. Chứ còn nếu chúng ta
chúng ta cứ cứ duy lý quá đó, thì họ nhiều khi họ nói mình đâu cần thiết gì mình phải tu. Mà các vị nói rằng các vị vì cái tánh keo kiệt các vị đó, rồi các vị nói rằng mình làm phước thì mình mới mốt phước nó trổ thì nhiều sanh tử luân hồi thêm nữa, chứ làm cái gì. Thì ở đó cái tâm của vị đó nó không phải là có cái tâm tốt đẹp, mà tâm của vị đó chẳng qua chỉ là một sự che, một sự chắn, hay là kêu người khác làm nhưng mà mình không có biết làm những cái việc phước, những cái việc lành. Thí dụ như với người thân của chúng ta không biết đối với cha mẹ đó, các bậc thầy tổ, mà nếu như một người tu là một vị sư phụ, là một vị thầy đó, mà không có cái làm cái việc đó đó, mình đi dạy những người đệ tử phải làm thế này, phải làm thế kia, thì ở đó chính là vị ấy quá thiếu cái nghiệp báo, nó phải nói là niềm tin nghiệp báo, hay là cái sự báo ân đến cha mẹ, đến các bậc thầy tổ, hay là những người xung quanh vô ân. Thì như vậy thì chúng ta suy nghĩ như thế nào đây? Vị ấy nói đúng chứ. Bây giờ nếu mà thực hiện cái việc làm phước cúng dường như vậy thì mình được cái phước, thì mình được cái phước đó chính là cái phước hữu lậu. Như vậy thì tiếp tục chúng ta sanh tử lăn trôi. Hay nếu mà làm phước như vậy thì chúng ta được cái điều này, chúng ta sẽ giảm cái điều kia. Thôi bây giờ tu. Như nói như vậy, họ có thật sự là làm được như vậy không? Thì đây cũng chính là cái điều mà chúng ta biết là đó là điều cần buông bỏ, mà họ không buông bỏ. Đó là điều cần thực hiện. Nó như là một cái bài học mà, hay là một sự thân giáo cho những người khác, nhưng họ không làm. Họ nhân danh công lý, thì những vị đó chúng ta biết suy nghĩ là những vị đó kém cái phước báo, họ rất là thiếu phước, và cũng cái niềm tin của họ về nghiệp quả, cái niềm tin của họ về cái pháp tri ân báo ân, hay là về cái kính pháp trọng pháp, họ kém, họ rất là kém. Cho nên rất nhiều kính bạch thượng tọa, thì có nhiều người chúng ta cái gì cũng như chúng ta tin tưởng, nhưng chúng ta không quá cầu cạnh. Chúng ta biết cái sự chia, có thể là người ta giúp cho người, chúng ta chia phước đến cho họ, nhưng chúng ta đừng có nó mang tính tức là chúng ta gọi là bái la mật, không có cầu lại, không có nhờ vả gì, mà chỉ là một sự buông xả, chỉ là một sự chỉ là metta karuna, hoặc là metta parami, tức là cái tâm từ, cái tâm bi của hướng đến cái ba la mật, cái parami là tốt. Còn đó là cái giá trị tốt. Chứ còn nếu như chúng ta nghiêng nặng quá thì điều đó cũng không nên. Đây là ý kiến của chính con là như vậy. Nếu có điều cơ bố tốt thì kính xuất đến tương tọa Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trường thì ta tạm biệt. Thưa quý vị, mặc dù về kinh nghiệm hôm nay là ghi lại một sự kiện xảy ra thời Đức Phật còn tại thế, và lúc bây giờ chư thiên thường đến với loài người, đến với chư tăng để có những trao đổi. Câu chuyện chúng ta nghe như một chuyện cổ rất xa vời, và mặc dù đọc về nội dung của bài kinh thì chúng ta cảm tưởng như bài kinh là đặc biệt đề cập đến người xuất gia, nhưng mà kỳ thật thì toàn bộ bài kinh đó lại có những cái ý nghĩa rất là thiết thực ở trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngày hôm nay cũng giống như từ bao giờ, cộng đồng cũng các vị tu sĩ, dù là ở quốc gia này hay quốc gia khác, ngay cả ở trong Phật giáo hay ngoài Phật giáo, thì nó cũng có những cái tốt và những cái xấu. Và chúng ta phải nói rằng sự phức tạp nó nhiều hơn những tốt đẹp. Và cái tính cách xây dựng đó, nó là rất là tế nhị, không phải chuyện dễ. Chúng ta thường có một thái độ là hãy chỉ trích thì chỉ trích một cách đập đổ, mà không có nghĩ rằng cái sự chỉ trích đó, cái lợi và cái hại nó như thế nào. Còn thái độ chấp nhận của chúng ta thì có vẻ như là chúng ta làm ngơ một cách thiếu trách nhiệm trước những cái hỗn độn, trước những cái điều xấu của tăng già. Thật ra chuyện nó dễ thưa quý vị, nó không dễ đối với người cư sĩ, nó không dễ đối với các vị thầy tổ, nó không dễ đối với những người thao thức quan tâm cho ngày mai, và nó cũng không dễ đối với chính quyền. Và quý vị thấy rằng
những quốc gia mà chính phủ can thiệp vào trong cộng đồng tăng chúng có nhiều khi lợi bất cập hại, khiến cho cộng đồng tăng chúng bị lũng đoạn nhiều hơn. Người cư sĩ có nhiều khi xây dựng Phật giáo mà xây dựng mà một cách không đúng cách đó, thì nó tạo ra rất nhiều vấn đề tai hại. Lời đâu chưa thấy mà thấy là toàn là những điều tai hại. Vì vậy câu chuyện này không riêng về cái tình trạng của tăng chúng thời Đức Phật hay thời hôm nay, mà ở mọi thời kỳ, ở đâu có đông đảo người thì luôn luôn nó có những vấn đề phức tạp, chỉ có chuyện chắc chắn. Và chúng ta không phải chỉ học Phật Pháp, chúng ta không phải chỉ thờ kính Tam Bảo, mà chúng ta còn có cái nhìn để xây dựng Phật Pháp tồn tại. Và chúng ta xây dựng phải đúng cách. Không có ai mà xây dựng một căn nhà hay trồng mỗi cây mà cứ làm một cách bừa bãi làm đại mà tốt hết. Làm cũng phải có mực thước, cũng phải có cái phương cách đàng hoàng. Thì tương tự như vậy, chúng ta hãy cùng nhau sống với tinh thần xây dựng, sống với tinh thần trách nhiệm. Và dĩ nhiên xây dựng mà có hiểu biết và thể hiện trách nhiệm của chúng ta là với cái sự cân nhắc. Chứ không phải là mình không thích thì mình chỉ trích, mà mình thích thì mình tán thán. Và mình hoàn toàn chỉ nhìn sự việc nó một cách theo cảm tính của mình. Thì thật sự đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình việc mình làm rất là chánh đáng, rất là đúng, nhưng mà nó gây họa nhiều hơn. Đức Phật Ngài cũng có một cái hình ảnh mà các vị đệ tử hay dùng, đó là có những người có nhiều đứa con rất là khờ, thấy con mồng đậu lên trán của ông cha muốn đập con mồng và lấy cái chai đập vỡ ra đi. Chúng ta có nhiều khi mình xây dựng không khéo thì nó tai hại như vậy. Và nếu chúng ta nhìn lại cái lời lẽ của Thiên Tử Chan Tú thì chúng ta hiểu rằng sự việc rất là tế nhị. Nó không có đơn giản là mình ưng thì mình nói, mình không thích thì mình chỉ trích. Thật ra chúng ta cũng không thể có thái độ là nhắm mắt làm ngơ, tại vì những người có trách nhiệm cho tiền đồ của Phật giáo ngày mai, mà trong đó cũng là một phần của đời sống chúng ta là một phần của đời sống trong đó, thì chúng ta không thể hành động, không thể sống mà vô trách nhiệm. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trong Phật Pháp Bích Đa Ma. Kính Thiên Chi Tôn Đức đã vào trong để thuyết giảng. Ngày mai này chúng ta sẽ có giáo trình thắng pháp và vị giảng sư Thượng Tọa Tự Siêu. Kính đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thánh kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giáo, con Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn Thích Trần Đạo. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong trùm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đầy hiểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Còn thành kính đi ân sư Nhật Quỳnh, kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Yang kim